Hello, đây là Vân và Dũng. Vào cuối tháng 9 năm 2023, bọn mình có dịp đến Hy Lạp và ghé thăm thành phố thần thoại Athens trong 2 ngày. Athens là một thành phố lịch sử và là thủ đô của Hy Lạp, được xem là cái nôi của nền văn minh phương Tây. Thành phố Athens rất hấp dẫn du khách với các tàn tích đền đài và nền văn minh cổ đại Hy Lạp. Agora là một khu vực rộng lớn với các tàn tích cổ xưa. Nơi đây từng là trung tâm của Athens thời cổ đại, nơi diễn ra các cuộc hội họp về chính trị và các hoạt động xã hội, tôn giáo hay thương mại của người Hy Lạp xưa. Trải qua các cuộc chiến tranh và thiên tai, Agora giờ chỉ còn các tàn tích rải rác khắp nơi. Đây đó trong khu Agora, các di tích bằng đá gãy đổ, nhưng chi tiết chạm khắc vẫn còn thấy rõ. Đầu cột Corinthian rộng khoảng 1.5 feet từ tòa nhà Odeon, là nơi dành cho các hoạt động âm nhạc. Còn các bức tượng được xây dựng mới là tượng triết gia Socrates và Khổng Tử bằng đồng, là quà tặng từ Trung Quốc năm 2021, như cuộc trò chuyện giữa hai triết gia đại diện cho văn hóa phương Đông và phương Tây. Theo thần thoại Hy Lạp, thành phố Athens được đặt tên theo nữ thần Athena, là vị thần đại diện cho trí tuệ và sự khôn ngoan. Nữ thần Athena cũng là người bảo vệ thành phố này. Theo truyền thuyết, Athena và Poseidon đều muốn giành quyền bảo hộ cho thành phố Athens, nên mỗi vị thần đã ban tặng cho người dân Athens một món quà. Tặng phẩm của thần Poseidon là dòng nước mát cho người dân Athens, còn cây ô liu là món quà của nữ thần Athena. Người Athens đã hái cây ô liu của Athena, nhận tặng vật này để có nguồn thực phẩm và gỗ tuyệt vời. Athena trở thành vị thần bảo trợ của thành phố và đặt tên là Athens. The Store of Attalus trước kia từng là nơi người dân Athens gặp gỡ cho các hoạt động cộng đồng. Tòa nhà này đã bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh và được xây dựng lại vào thế kỷ 20, trở thành bảo tàng cho khu vực Athens Agora. The Store trong kiến trúc Hy Lạp là một dãy cột đứng độc lập, hoặc một lối đi có mái che được chống bởi những hàng cột song song. Vào những năm 1950, The Store of Attalus đã được xây dựng lại hoàn toàn trên nền móng ban đầu bằng cách sử dụng các vật liệu ban đầu được tìm thấy tại chỗ và được đưa vào bảo tàng Agora cổ đại. Tòa nhà được sử dụng thức cột Doric bên ngoài và cột Ionic bên trong nhà. Bộ sưu tập trong bảo tàng là các đồ vật bằng gốm, đồng và thủy tinh, tác phẩm điêu khắc, tiền xu và chữ khắc từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trong cùng thể Agora còn sót lại tương đối nguyên vẹn là đền thờ thần Hephaestus. Theo thần thoại Hy Lạp, Hephaestus là thần lửa và thần rèn, rất được quý trọng và được thờ cúng ở Athens. Ngôi đền được xây dựng vào khoảng năm 450 trước công nguyên trên đỉnh đồi Agoragos Kolonos, một gò đồi từng là điểm gặp gỡ của người thợ thủ công cổ xưa. Ngôi đền được coi là một trong di tích cổ đại vĩ đại nhất của Hy Lạp, được xây dựng bằng đá cẩm thạch. Các cột đá là các khối đá lớn chồng lên nhau. Các chi tiết trang trí của ngôi đền đã bị hư hại nặng nề do động đất và các cuộc xâm lược trong nhiều thế kỷ. Nhưng các cột đá hầu như không hư hại nhiều, mặc dù các khối đá đã bị xô lệch nhưng vẫn giữ được hình dáng của ngôi đền. Đến Athens, bọn mình nghỉ tạm căn hộ trên đường Leokoriou thuộc Syria. Athens hấp dẫn du khách với những quần thể di tích và nhịp sống vui tươi lãng mạn của vùng Địa Trung Hải, nên không thể thiếu việc tham quan Plaka khi đến Athens. Từ Syria, bọn mình theo con đường Ermu để đi vào khu phố cổ Plaka và thấy được sự nhộn nhịp nơi đây. Plaka là một khu phố cổ nơi khách du lịch đông đúc, nên dễ dàng tìm thấy nhiều quán ăn, quán nhậu ven đường, nhiều quán kem, cà phê trang trí đẹp. Các shop bán hàng hóa, áo quần, đồ lưu niệm rất nhiều trên các con đường trung tâm Plaka. Đi dạo phố và shopping ở Plaka rất là vui, giá cả cũng không mắc so với các thành phố châu Âu khác. Hàng hóa rất đa dạng, từ giày dép làm từ da nguyên chất, dụng cụ làm từ gỗ cây ô liu, gia vị đặc trưng Hy Lạp hay đồ lưu niệm. Bọn mình rất thích những món đồ liên quan đến chiến binh Hy Lạp nên cũng đã mua một chiến binh nho nhỏ để làm kỷ niệm cho chuyến đi này.
Buổi tối bọn mình lấy tour xe đạp khoảng 2 giờ, nhóm đạp xe gồm khoảng 10 người. Tour guide dẫn bọn mình đi đến các nơi ngắm cảnh, đi quanh khu phố cổ, chạy xe qua công viên, qua các lối mòn tối để lên đồi ngắm thành phố về đêm và Acropolis lung linh dưới ánh đèn. Bọn mình đi qua nhiều nơi nhưng không nhớ hết, chỉ điểm danh lại vài điểm chính khi dừng lại chụp hình. Hill of the Nymphs, ngọn đồi các tiên nữ. Khu vực này khá tối nên không nhận ra gì ngoài ánh sáng của đền thờ và thành phố phía xa xa. Nhà hát Odeon of Herodes Atticus được xây dựng vào năm 161, hiện nay là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc. Arch of Hadrian là cổng vòm làm bằng đá cẩm thạch. Cổng vòm được xây dựng dọc theo con đường cổ dẫn từ khu vực Acropolis và Athens Agora đến đền thần Zeus về phía đông nam của Athens. Xavier Hall hiện nay được sử dụng làm trung tâm hội nghị và triển lãm cho các hội chợ thương mại. Sân vận động Panathinaikos được xây dựng bằng đá cẩm thạch với sức chứa 50.000 chỗ ngồi. Sân vận động được khai quật vào năm 1869. Vào thế kỷ 20, sân vận động được sử dụng làm địa điểm tổ chức Olympic. Và đây cũng là địa điểm diễn ra lễ bàn giao ngọn lửa Olympic cho nước chủ nhà. Tower of the Wings là một tòa nhà cao hình bát giác ngay phía đông của Agora. Đây còn là một chiếc đồng hồ nước phức tạp ở bên trong, đồng hồ mặt trời ở bên ngoài và cánh gió thời tiết ở trên cùng. Bên cạnh Asian Market là khu chợ chính của thành phố. Chạy theo anh hướng dẫn, bọn mình đạp xe qua những đường phố nhộn nhịp và thi vị của Vlaka về đêm. Đạp xe trong làn gió nhẹ nhẹ, ngang qua các di tích thấp thoáng ánh đèn đêm, đem lại cảm giác lạ và phấn khích. Vlaka và các khu lân cận có rất nhiều quán xá, nhưng ấn tượng nhất trong chuyến đi này là nhà hàng Klimataya, là một nhà hàng địa phương có từ năm 1927. Bọn mình đến được đây do một tài xế taxi giới thiệu. Nằm trên con phố vắng vẻ, bên ngoài nhà hàng không có gì hấp dẫn. Nhưng khi bước vào trong là cảm không gian vô cùng ấm áp và sôi động. Gồm giò heo hầm giá chỉ 17 euro, mực chiên và tôm nướng giá chỉ 13 euro. Món nào cũng đậm đà ngon miệng. Món bánh cũng rất là ngon, trong không khí âm nhạc phải nói là quá hay, quá ấm áp và dễ thương. Acropolis nằm trên ngọn đồi đá cao khoảng 156m, là một quần thể kiến trúc và nghệ thuật vĩ đại của người Hy Lạp cổ đại. Acropolis trong tiếng Hy Lạp dùng để chỉ một điểm cao trong thành phố. Nhiều thành phố Hy Lạp cổ đại có Acropolis của riêng họ, thường là một thành trì trên đỉnh đồi. Acropolis nổi tiếng nhất cho đến nay là Athens. Đây là một không gian linh thiêng dành cho việc thờ cúng nữ thần bảo trợ cho thành phố Athena. Các di tích chính mà bọn mình đến trong khu Acropolis là đền thờ Parthenon, Erechtheion và Popilia. Bọn mình theo dòng người đi qua Popilia để vào Acropolis. Popilia có nghĩa là cổng thành, nằm trên trục đông tây, được xây dựng bằng đá cẩm thạch và có hình thức đồng điệu với kiến trúc và tỷ lệ của đền Parthenon gần đó. Ấn tượng của bọn mình là các cây cầu ở đây rất lớn.
Lối đi dốc dài dẫn lên Popilaya, xuyên qua mái hiên theo phong cách của một ngôi đền với 6 thức cột Doric, các cột Ionic ở hai bên và 6 cột Doric khác ở lối ra khác. Bước ra khỏi Popilaya đã thấy ngôi đền Parthenon thấp thoáng. Acropolis được xây dựng theo quy hoạch tổng thể với các tòa nhà có liên quan đến nhau. Điều này được thể hiện qua mối liên hệ giữa Popilaya và Parthenon. Cả hai đều mang nét chính bởi thức cột Doric và dùng cột Ionic bên trong tòa nhà. Đền Parthenon làm ngôi đền chính trên ngọn đồi Acropolis ở Athens. Ngôi đền này được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 5 trước công nguyên và dành riêng cho nữ thần Hy Lạp Athena để tỏ lòng tôn kính. Athena là vị nữ thần bảo trợ cho Athens và nữ thần trí tuệ và chiến lược. Nữ thần Athena xuất hiện trong nhiều câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Ngôi đền được cho là nơi người dân làm lễ cúng tế để có được sự ưu ái từ nữ thần. Parthenon là biểu tượng nổi tiếng nhất thời hoàng kim Hy Lạp, được xây dựng bằng đá cẩm thạch trên mặt bằng hình chữ nhật với các cột Doric nằm xung quanh. Mặc dù ngôi đền đã bị hư hại qua nhiều thế kỷ, nhiều tác phẩm điêu khắc đã biến mất, nhưng cấu trúc cơ bản của nó vẫn còn nguyên vẹn. Khi đứng tại nơi đây, mình có thể hình dung được nơi đây đã từng là tòa nhà lộng lẫy, xa hoa và to lớn trong thời kỳ hưng thịnh của Hy Lạp. Erechtheion là tòa nhà bao gồm hai ngôi đền, một dành cho nữ thần Athena và một dành cho thần biển Poseidon. Erechtheion đặc biệt ở chỗ cấu trúc bất đối xứng của nó không tuân theo quy chuẩn của kiến trúc cổ điển Hy Lạp. Hình ảnh ấn tượng nhất của ngôi đền là mái hiên được đỡ bởi 6 bức tượng lớn là các Caryatic. Caryatic là các cô gái ở vùng Caria, thường hay đội giỏ được các vật hiến tế cho nữ thần Athena và Artemis. Các Caryatic ở đền thờ Erechtheion tạo nên nét đặc biệt đáng nhớ cho ngôi đền và vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay. Quần thể Acropolis cũng còn có nhiều công trình khác mà bọn mình vẫn chưa đi hết. Nơi đây vẫn còn đang được tu sửa bởi sự hỗ trợ của các nhà khảo cổ để xác định lại vị trí ban đầu của các khối đá đang nằm rải rác trong khuôn viên Acropolis. Lúc đi bộ xuống dốc để đến khu phố Plaka, bọn mình đã đi ngang qua nhà hát Odeon of Heros Atticus, nơi có các buổi hòa nhạc vào buổi tối, và nhà hát mang tên thần rượu nho Dionysus. Đền Poseidon nằm ở mũi Sunion, cách Athens khoảng 70 km về phía đông nam. Đền được xây dựng để thờ thần Poseidon, vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp. Người ta tin rằng Poseidon bảo vệ thủy thủ và người dân ven biển. Đền được xây dựng vào năm 444 đến năm 440 trước công nguyên trên một vách đá cao khoảng 60 m so với mực nước biển, mang lại tầm nhìn toàn cảnh rất đẹp ra biển Aegean. Đền có tổng cộng 38 cột Doric, tuy nhiên chỉ còn 16 cột đứng vững đến ngày nay. Mỗi cột có chiều cao khoảng 6 m và đường kính 1 m, được chế tác chủ yếu từ đá cẩm thạch địa phương. Nhiều du khách tập trung tại đền Poseidon vào lúc hoàng hôn để chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Bầu không khí của ngày trở nên yên bình và tĩnh lặng, tạo cảm giác thư thái và thanh thản. Cảm giác đứng trên đỉnh vách đá, nhìn ra biển trời rộng lớn, trong khi mặt trời từ từ biến mất dưới chân trời, mang đến một trải nghiệm khó quên. Cảnh hoàng hôn tại đền Poseidon không chỉ là một khoảnh khắc đẹp về mặt thị giác, mà còn là một trải nghiệm đầy cảm xúc, kết nối con người với vẻ đẹp tự nhiên và lịch sử cổ đại xa xưa. Lần đến Athens này đã mang đến cho bọn mình cảm xúc thật đặc biệt, gần gũi và thân thiết. Có lẽ từ sự yêu thích các tác phẩm thần thoại Hy Lạp cho đến các công trình kiến trúc cổ đại mà bọn mình đã được biết trên sách vở, đã mang lại cảm xúc khó tả này.